Xin chào tất cả các bạn. Rất vui gặp lại các bạn trong một cái chủ đề của phần lập trình BGM ROM trong CP ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay tôi xin phép được giới thiệu với các bạn là cách sử dụng Project Block của Modbus Radio trong BGM ROM dòng CP. Thì ở cái nội dung mà lần trước tôi có training trong cái khóa lập trình BGM ROM, thì tôi có hướng dẫn các bạn là cách các bạn tự viết, tự code để mà chúng ta thực hiện truyền thông Modbus Radio. Thì bây giờ ở cái nội dung ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái phần block của chính của hãng Omron đưa ra. Thì dựa vào cái chính hãng của Omron đưa ra và cái ta tự viết, thì các bạn nhờ đó, do điều đó thì các bạn sẽ có một cái so sánh để biết rằng code của chúng ta viết chạy tốt hay không, hoặc là nó sẽ như thế nào, thì chúng ta sẽ có cách compare để cho nó rõ ràng. Thì sau khi xem bài giảng ngày hôm nay, các bạn không hiểu thì các bạn xin vui lòng hãy liên hệ tôi là Nguyễn Phương Trấn. Số điện thoại và số Zalo của tôi nằm ở góc dưới bên phải màn hình. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Thì với cái function block của bóng đưa ra, thì một hồi nữa tôi sẽ gửi cho các bạn ở phía dưới của video này, các bạn xem đường link nhé. Đây, các bạn download về thì nó sẽ có nguyên cái đoạn này đây. Thì trong đây nó có chương trình mẫu, chương trình mẫu này của ông Ron viết, tôi không có động tới và tôi sẽ gửi cho các bạn cần tiếp, tôi sẽ gửi cho các bạn cái chương trình mà tôi đang sẽ thực hiện tới đây, nó không nằm chương trình này mà tôi sẽ gửi các bạn là các phần block này. Đây là phần block của hãng đưa ra. Cái hãng đưa ra nó sẽ có viết cho chúng ta hiện tại đây nè, thì nó có là CP2E nè, của dòng CP2E. Của những dòng khác tôi chưa tìm thấy, nhưng hiện tại thì tôi có tìm thấy các phần block của dòng CP2E 30. Tương ứng ở đây là các bạn thấy là như trên hình đưa bằng tôi gửi bạn đây, thì dòng CP2E dòng này thì nó có hai cái option bar 1 option bar 2, bọc 1 bọc 2, và có một cái bọc extension nữa, cái bọc đó tôi không sử dụng đó. Thì tương ứng với cái những cái bọc này thì các bạn phải gắn hai cái option board CIS-11 hoặc CIS-12 vào đây để các bạn CIS-12 tôi chưa biết, chưa rõ, tôi nhớ rõ nhưng mà chắc chắn là CIS-11 CIS-11 dòng một trong hai cái và hai cái slot này để các bạn thực hiện được truyền thông. Bởi vì CIS-11 đó chính là cái option board dùng cho truyền nhận bằng cái red 485, thì ta dựa vào đó để ta viết cái function của Modbus Radio. Đây là cái function block, các bạn thấy nè, nó có B1 nè, đây là cái của cái bọc 1 nè, những cái bọc 1 này tôi đánh dấu bọc 1 thì của bọc 1 thì nó gồm có những function code 01 03 05 06 10 và những cái function code này là nó thuộc về cái thuộc Modbus rồi, là write một cái coil và cái grid một cái single grid, một cái những cái register, write một cái single register hoặc là write một cái multi register của Modbus. Thì các bạn khi bạn download về thì các bạn lưu ở chỗ nào đó đi, rồi sau đó các bạn sẽ thực hiện việc sử dụng nó ở trên cái phần mềm của chúng ta. Thì cái đầu tiên cái việc sử dụng cái thư viện của Modbus Radio, việc đầu tiên các bạn làm đó chính là các bạn import cái function block đó vào. Thì cái chương trình tôi đang viết ở đây thì tôi import một những cái tôi đang xài được. Hiện tại tôi đang muốn sử dụng ở bậc 1 thì tôi import những cái function block liên quan bậc 1 ở đây. Và cách import như nào, các bạn nhấp chuột phải vào, các bạn insert from file này, thì tới cái đường dẫn mà các bạn lưu cái giá trị mà lúc các bạn vừa mới những cái download về nãy đó, thì các bạn ở chỗ nào thì mình tìm đó thôi. Đây, tôi import nó vô thì nó sẽ ra được như thế này. Đây là bạn, các bạn muốn dùng thì bạn kéo nó ra thôi, kéo nó ra. Thì cái này các bạn nào mà sử dụng function block rồi thì đơn giản kéo ra trong bạn khai báo. Và cái điều quan trọng tiếp theo bạn phải làm đó chính là việc setting. Hiện tại tôi đang xài ở cái bậc 1 phải không, thì các bạn phải vào bậc 1 này, nhấp nút vào click setting, vào server bậc 1 đó, các bạn cài đặt cái, đây là cái mod là Modbus Radio Symbol Master, và bên đây chính là cái communication là về cái setting của truyền thông serial thôi, nó phải đồng nhất với cái những cái mà các bạn
những thiết bị mà điều khiển như biến tần hay là các điện tử gì đó mình đặt ở đây. Rồi bước thứ hai là như vậy nha. Bước thứ nhất là các bạn import cái phần mềm lock vào. Bước thứ hai là các bạn cài đặt cho bọt. Và bước thứ ba là các bạn kéo cái phần mềm lock ra và các bạn sẽ khai báo những cái parameter cho cái phần mềm lock này. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là các bạn khai báo như thế nào. Tại đây tôi xài 01, 03 với 10, 03 từ cái và 10 cái là Rai Multi Register. Nhưng hiện tại tôi xài 03 để demo cho bạn coi thôi. Những cái chuyện này nó không có nghĩa gì cả, tại tôi đang làm dự án nên những cái trên đây nó không có liên quan đâu, nó không liên quan tới cái chức năng này, phần demo này. Rồi các bạn thấy nè, ở chỗ cái enable này thì các bạn cần phải đặt cho nó một cái gì đó để nó enable cái phần block này lên, thì từng cho một cái nút biểu là luôn on. Và chỗ này chính là cái skill, tức là khi cái bit này nó on lên thì nó sẽ thực thi cái function này. Đây chính là cái slave address. Hiện tại tôi đang có thiết bị điều khiển của tôi ấy, là một cái tân điện tử và tôi chọn nó để chỉ là một điện một vào. Còn đây là cái register address, tức là cái register address, tức là các bạn muốn đọc cái địa chỉ nào của thanh ghi, được bao nhiêu. Thì một hồi nữa khi thực hành thì ta cái cần phải nạp cái gì thanh ghi vào cùng nhớ này để nó đọc đó. Rồi chỗ này á, là cái viết từ phía tên size, tức là cái số lượng thanh ghi, tôi cho từng thanh ghi là một, đọc thanh ghi nào đó là mỗi tôi nhập từ đây thì đó là số lượng cần đọc thanh ghi, đó là tôi cần một đọc một ghi thôi. Chỗ này thì các bạn là cái vùng nhớ để các bạn lưu giữ data, đây là vùng nhớ D. Chỗ này các bạn là đánh trong C SQL, C Xrammer, bạn B DM, tức là nó chỉ thị cho các bạn là sử dụng vùng nhớ D để lưu các gì đọc về, và cái địa chỉ vùng nhớ D đó chính là các bạn từ đây tiền trong. Thì đó có nghĩa là khi mà tôi on cái bit này lên, skill này lên thì nó sẽ đọc một thanh thực thi cái function 03 là đọc cái holding register tại cái địa chỉ được nạp từ đây và đọc một thanh ghi, sau đó giá trị đọc về sẽ được lưu vào trong cái vùng nhớ D 100 đó. Còn cái trạng thái của đọc về đây, trạng thái đang đọc BC rồi sau đó là OK nè, hoặc là NG nè, hoặc là nó có một cái lỗi thì nó sẽ đưa vào một cái error code để các bạn đưa vào đây, các bạn coi là code gì, error code gì, là lỗi gì thì các bạn xử lý đó. Các bạn mặc chương trình vào thôi, chương trình để bạn biết là tôi đã nạp rồi. Thì ở đây bạn thấy là cái câu lệnh của tôi nè, khi cái lệnh thực thi nè chưa có bật lên thì sau 100 ms, 100 ms tôi sẽ mua cái 40.001 vào cái địa chỉ cần đọc. Địa chỉ cần đọc đây ạ, đây chính là địa chỉ cần đọc, là cái mà hồi nãy tôi nói cái này đây. Tôi cần đọc thanh ghi 40.001 và đọc số lượng một thanh ghi đây, chỗ này. Sau đó set cái lệnh thực thi lên, tăng skill lên thôi. Để tôi dùng set cái lệnh skill lên thì nó sẽ lên đây và thực hiện cái trận đất này. Đây, cần để đọc, tôi đã đọc lại cho bạn coi. Đấy. Tôi mở cái video lên cho camera lên cho bạn thấy cho dễ nha. Đây thì trước mặt các bạn này, đây chính là cái CPE, đây là cái option board CF11 sử dụng hai cổng USB của
Vừa đó để xin để đọc cái mất bớt kể là đầu cân cáp kể thứ 32. Còn đây chính là cái kè gỗ rệt của nóng năm, nên cái chạc là tôi cũng tự có tự làm là tự có để cần vợt cái đầu cân từ chuyển truyền thông vẽ thứ 32 sang mất bớt và rô ở dạng là slab để sau này dùng nó để giao tiếp với những cái thiết bị khác của BC hay là của một thứ nào khác mà làm mất bớt master đọc nó thì nó trả về để điều khiển thôi, để những đường đen để điều khiển cái van xả hay những đóng bao của đầu cân. Thì các bạn thấy nó kia khi đưa về các bạn thấy thực thi này, cái giá trị đưa về mình nhớ đây 100 mà thấy này đó, nó đưa về đây tôi sẽ tăng giảm khối lượng, mình thấy nó thay đổi đó, tăng giảm về các bạn thấy đọc về ok, đọc về cái nó đọc cái là đã kết quả ok thì không có lỗi, tốc độ rất nhanh. Để có phần mềm tôi monitor cái giá trị nó về này, đưa về đọc rất nhanh không có bị miss data. Nhận thấy đó, có đường này. Để hôm nay để hôm nay dưới này có lớp sale các bạn, dưới này là lớp sale cái này nè, tôi đặt hôm nay cho bạn dễ thấy thôi để nhìn rồi nhìn cho dễ cái con cái gì đọc về cùng nó đen trăm này. Rồi như vậy thì cái bài chia sẻ của tôi ngày hôm nay đó là lá đó là để tôi hướng dẫn các bạn là cái cách để mà các bạn sử dụng cái function block của Omron để sử dụng trong cái mockbot RTU này. Tin cậy nó cũng tôi thấy cũng chắc bây giờ nó thấy rất là tốt. Hy vọng là các bạn chia sẻ này có thể giúp ích được các bạn. Có lượng mà đọc về nãy như là bị che video không ạ? Đây các bạn thấy này. Bị tắt camera rồi. Mình lại đó. Ok, cái chị đọc về nha. Tôi nhìn đây. Nó thay đổi các bạn mà thay đổi cái chị này. Đó. Cái gì tôi hát các bạn cần gọi nó ra nó là nó ra được cái chị kia kia thôi. Giờ tôi muốn mình dặn số học phân đi. Thì 27 18 hơn 18 hơn 18 là tay do này nó bị chút chớp này đó, thì nó chỉ có thành cái số nguyên này cái thật này một chi trong trăm nó ra được cái gì đó thôi. Rồi bài chia sẻ của tôi đến đây là hết, nếu có việc gì mà không hiểu thì các bạn cứ liên hệ tôi qua số điện thoại Zalo để hiểu như thế rõ hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.